X51 Story mến chào quý thính giả. Năm 221 trước Công nguyên, Tần Vương Doanh Chính đã hoàn thành được sứ mệnh thống nhất thiên hạ, kiến lập một đế quốc đại thống nhất. Sau đó ông không bỏ lỡ thời cơ mà sáng lập chế độ hoàng đế và thi hành chế độ chính trị thích hợp cho đại quốc đó là Trung ương tập quyền. Vậy thì từ phương diện kinh tế, văn hóa và quân sự, ông đã làm gì để đảm bảo chế độ chính trị trên như thế nào? Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc. Vào năm sau, ông bắt đầu xây dựng đường cao tốc, bao gồm cả việc gỡ bỏ quan ải và thành lũy. Tần Thủy Hoàng lấy đô thành Hàm Dương làm trung tâm, xây dựng tổng cộng 3 con đường cao tốc rất dài là: một đường từ đô thành đến địa khu Yên Tề, Tề là Sơn Đông, còn Yên là Hà Bắc; một đường từ đô thành đến vùng nước Ngô, tức Giang Tô và Chiết Giang; còn một đường nữa là đến nước Sở, hiện nay là Hồ Bắc. Đường cao tốc này lấy Hàm Dương làm trung tâm, sau đó hướng về đông đến biển Bột Hải, hướng về đông nam đến Đông Hải, hướng về nam đến tỉnh Hồ Bắc. Đồng thời còn có con đường hướng lên bắc đến Nội Mông Cổ. Tần Thủy Hoàng xây dựng đường cao tốc có chất lượng rất cao. Theo ghi chép trong sử ký, đường rộng 50 bộ. Chúng ta biết rằng một bộ bằng 6 thước, 1,4 mét, cũng bằng với khoảng cách 2 bánh xe ngựa. Đường rộng 50 bộ, 70 mét, có nghĩa là cho phép 50 chiếc xe ngựa chạy ngang hàng cùng lúc. Nhà Tần làm đường có chất lượng rất tốt, họ dùng đất cứng đầm chặt nên rất phẳng. Ở giữa có một đường chuyên dụng cho hoàng đế đi gọi là ngự đạo, còn hai bên là đường dành cho bá quan hoặc quân đội. Cứ mỗi 3 trượng, 7 mét, lại trồng một cây lớn, do đó đường cao tốc này không những quy mô rất lớn mà còn rất đẹp. Sau khi xây dựng xong đường cao tốc, Tần Thủy Hoàng bắt đầu tuần du thiên hạ. Ngoài 3 đường chính hướng về đông, về nam, về bắc, Tần Thủy Hoàng còn xây rất nhiều đường nhỏ ở khu vực dân tộc thiểu số như là Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu. Những địa phương này có rất nhiều núi. Tứ Xuyên bốn mặt là núi, ở giữa là bồn địa, cho nên mở đường qua núi là một công trình to lớn. Hơn nữa mở đường qua núi lại vô cùng nguy hiểm. Khi ấy Tần Thủy Hoàng từ Nghi Tân ở Tứ Xuyên đến Điền Trì ở Vân Nam đã xây một con đường, phần hẹp nhất chỉ có 5 xích, 1,2 mét. Mà khoảng cách bánh xe thời Tần là 6 xích, 1,4 mét, cho nên xe không thể qua được, chỉ có thể cho người qua. Xây dựng công trình như thế quả thật gian nan vất vả. Khi xây những con đường lớn này, một số người cho rằng Tần Thủy Hoàng thích việc lớn công to, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bởi vì điều này là yêu cầu cần thiết cho việc Trung ương khống chế địa phương. Chúng ta biết rằng Trung Quốc có câu, sơn cao hoàng đế viễn, ở vùng núi cao xa hoàng đế. Nếu một địa phương có giao thông không thuận tiện, khi chính phủ Trung ương phái một người tới đó làm quan để phụ trách quản lý người dân nơi đó, thì vị quan ấy sẽ không có bất cứ trao đổi nào với chính phủ Trung ương. Bởi vì một chuyến đi của ông ấy có thể mất vài tháng hoặc nửa năm mới đến được địa phương. Khi ông có sự việc gì muốn xin ý kiến của hoàng đế phê chuẩn thì chiếu chỉ một năm mới tới, cho nên địa phương này chỉ có thể tự trị. Trong quá khứ, vào thời nhà Chu bắt đầu thi hành chế độ phong kiến, kỳ thực là vì không còn biện pháp nào. Những nơi quá xa thiên tử căn bản không quản được, cho nên chỉ có thể phái người tín nhiệm đến đó quản lý. Như thế vào thời ấy đã xuất hiện rất nhiều phong quốc, quốc gia được hoàng đế phong. Mà hiện nay Tần Thủy Hoàng phế bỏ chế độ phân phong, đặt ra quận huyện, không còn phong quốc nữa. Vậy thì làm thế nào để đảm bảo được sự khống chế của Trung ương đối với địa phương? Làm thế nào đảm bảo chiếu chỉ của hoàng đế truyền đạt nhanh nhất, quân đội điều động kịp thời nhất? Lúc này đường cao tốc trở thành công trình cần thiết. Vì thế năm ấy khi Tần Thủy Hoàng xây dựng đường cao tốc, ông đã suy nghĩ đến vấn đề này. Ngoài việc xây dựng đường cao tốc, Tần Thủy Hoàng còn làm một việc là thư đồng văn, nghĩa, sách cùng văn tự, nói cách khác là thống nhất văn tự Trung Quốc. Đây là sự việc vô cùng trọng đại, bởi vì Trung Quốc có rất nhiều địa khu, có rất nhiều phương ngữ, tiếng địa phương, người Bắc Kinh nghe người Thượng Hải, Quảng Đông nói thì hoàn toàn không hiểu. Nhưng khi có một văn tự thống nhất thì có thể giao lưu trao đổi với nhau. Trước thời Tần, văn tự chủ yếu là chữ đại triện, thời nhà Chu, sau này đến thời Tần thay đổi thành tiểu triện. Tiểu triện rất đẹp, nét bút đa số là tròn. Khi đó, tiểu triện có một bộ tiêu chuẩn về cách viết do Lý Tư chế định. Sau này vào thời nhà Tần có một người tên là Trình Mạc, ông phạm tội nào đó bị giam trong ngục 10 năm. Trong ngục không có việc gì làm, ông đã đem văn tự đơn giản hóa thêm một bước trở thành lệ thư. Chúng ta hiện nay xem chữ lệ thư, kỳ thực là đã xuất hiện vào thời Tần. Bởi vì lệ thư cân bằng ngang dọc, cách viết và cách nhận mặt chữ khá dễ dàng, cho nên sau này lệ thư từng bước phát triển thành hành thư, khải thư, bao gồm cả Hán tự mà chúng ta thấy hiện nay, thì hình dáng nguyên gốc của nó xuất hiện vào thời nhà Tần. Thống nhất văn tự làm cho dân tộc Trung Quốc có một cơ sở để tiếp nối văn hóa. Sau này, cho dù Trung Quốc xảy ra chia cắt, nhưng vì có văn tự thống nhất nên có thể giao lưu, dễ dàng hình thành một văn hóa thống nhất. Văn tự là tài thể của văn hóa, cho nên sau khi Trung Quốc bị chia cắt vẫn có thể thống nhất. Nói cách khác,
Sự tiếp nối của văn hóa có quan hệ rất lớn với chính sách thư đồng văn của Tần Thủy Hoàng. Ngoài thống nhất văn tự, Tần Thủy Hoàng còn thống nhất tiền tệ. Vào thời chiến quốc, quốc gia khác nhau có tiền tệ khác nhau. Có loại đao tệ, tức hình dạng giống như cái đao. Có loại bố tệ, tức hình dạng giống tấm vải bố, trên đó còn ghi giá trị. Còn có bối tệ, tiền vỏ sò. Điều này thực sự không có lợi cho giao lưu trao đổi kinh tế. Sau này, Tần Thủy Hoàng thống nhất việc đúc tiền, trở thành loại tiền tệ mà chúng ta thường thấy hiện nay với ngoài tròn trong vuông, mô phỏng theo trời tròn đất vuông. Hình dáng của loại tiền này là do Tần Thủy Hoàng chế định. Trên thực tế, xã hội hiện nay rất coi trọng việc thống nhất tiền tệ. Ví như rất nhiều quốc gia châu Âu có nhân chủng, văn hóa, văn tự khác nhau, có người Anglo-Saxon, German, Slav. Nhưng giữa các quốc gia châu Âu lại trao đổi kinh tế khá nhiều. Họ làm không được thư đồng văn, thống nhất văn tự thì họ thống nhất tiền tệ. Đến năm 2002, họ mới phát hành đồng euro với tiền xu và tiền giấy. Mà khái niệm thống nhất tiền tệ này thì cách đây 2200 năm Tần Thủy Hoàng đã nghĩ tới. Ngoài việc thống nhất tiền tệ, Tần Thủy Hoàng còn thống nhất đơn vị đo lường, tức thống nhất độ lượng hành. Độ là chỉ độ dài, lượng là chỉ dung tích, còn hành là chỉ khối lượng. Trước thời nhà Tần, quốc gia khác nhau có quy định về chiều dài khác nhau, một thước có quốc gia lấy 22,3 cm, có nơi lại lấy 22,1 cm. Điều này mang đến một vấn đề, đó là khi xây dựng công trình thì rất phiền phức vì không có thước chuẩn. Hiện nay có hai tiêu chuẩn đo lường chủ yếu, một cái hiện nay Mỹ đang dùng là hệ đo lường Anh, còn có một cái mà các nước khác dùng gọi là hệ mét. Hai hệ này đổi đơn vị qua lại khá phiền phức. Hệ mét do một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa, tiếng Anh International Organization for Standardization, tên thông dụng là ISO, thành lập năm 1947. Họ quy định một mét dài bao nhiêu, một giây là bao nhiêu thời gian, đều có một quy định thống nhất, mà khái niệm về tiêu chuẩn hóa đã có từ thời Tần Thủy Hoàng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.